triển lãm xây mặt gạch Thanh Hoài. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục tham quan. Xanh. Cây lộc vừng này là cây lộc vừng của anh 10 Thanh Hoài, nhưng anh không để số điện thoại. Cây đẹp, cây này quá đẹp luôn, già cây. Cây lộc vừng rất là tuyệt vời, cây này rất là già cây. Ba rúi ở lằm cuối. Thân rất là lớn đấy. Rất là tuyệt vời. Quay kỹ cho các bác xem cái lộc vừng này rất là tuyệt vời. Đây là cây dưới. Cây dưới này rất là hầm hố. Có lẽ cây dưới này được khai thác sau đó về tạo dáng. Cây dưới của Lại Thế Nam. Đây cũng là một cây dưới này. Cây này cũng độc đáo. Cây này cũng là cây khai thác đây. Cũng của chủ nhân là Lại Thế Nam. Bông tán cũng mịn. Dưới này, cây này kiểu dáng rất là lạ. Các bác xem cái đường trường của thân này, lên này, rồi vặn sắn quay ngược trở lại này. Nhìn chung tác phẩm cũng hài hòa, thuận mắt. Đây là một cây xanh. Số điện thoại của chủ cây này. Xanh ba thân.
hoa giấy này. Đây là cây sung. Cây này cũng già. Xanh, cây này là xanh quê. Xanh nữa này. Xanh kỳ đá. Đây là một cây xanh này. Có lẽ đây là hình ảnh của một cái cầu. Xanh kỳ đá. Xanh kỳ đá hàng khủng đây. Cây này không có số điện thoại. Xanh này. Cây xanh này cũng mịn. Thank you.